Vâng, em xin mến chào các bác. Thưa các bác, thì hôm nay là ngày thứ bảy và em vừa mới thực hiện xong được cái nhiệm vụ của mình buổi sáng thứ bảy đi nghỉ rồi. Em vừa tưới cho nó một cái lượt phân. Cái mùa này là cái mùa tháng 8. Mùa này có một cái ưu điểm là nấm khuẩn thì nó rất ít phát triển, mặc dù là cái độ ẩm thì nó cao các bạn. Do vậy mà cây thì cái mùa này nó phát triển rất là mạnh. Do vậy mà mình phải cung cấp đủ nước cũng như là đủ cái lượng phân cho nó phát triển. À, nó chuẩn bị sang mùa đông rồi. Chuẩn bị sang mùa đông rồi thì mình tưới với cái hàm lượng phân nó nhiều lần hơn một chút. Và các bác đang xem đây là cái cây thanh cánh nhật của em đấy. Đây là một chậu cây có hai thân rất là đẹp. Còn đây là cái chậu cây trần mộng đấy. Năm nay thì em có tách chiết cho một số cây. Đây là cây sen Hải Phòng. Đầu năm vừa rồi thì em sưu tầm được hai thân về trồng và chăm sóc. Thì đến bây giờ em tách ra hai thân, tách ra một đôi rồi đấy. Và cái phần bên này thì em đã bán cho một bác ở ngoài Hà Nội rồi. Bác ấy đã chuyển tiền đặt cọc và hôm qua thì hẹn là đến thứ bảy chủ nhật tuần sau thì bác ấy sẽ nhận cây. Nó có ba thân, bên này thì cũng có ba thân các bác, nhưng mà nó to hơn. Vậy là một cái chậu cây mà em sưu tầm được có hai thân từ đầu năm đấy, hai thân tư thì đến bây giờ thì nó thành sáu thân rồi. Và gốc của hai cái cụm cây này thì đang đều có măng. Còn đây là một số các cái cây khác. Đây là cây mạc đen này các bác. Cây mạc đen. Đây là một cái cây truyền thống mà có hoa rất là thơm. Hoa màu tối. Còn đây là cây mạc lưỡi trơn của em. Các bác đang ngắm đây là một cái chậu hoàng kim tố hà đấy. Hoàng kim tố hà là một cái cây Trung Quốc mới nhập về. Đầu năm em cũng sưu tầm hai thân. Thời tiết vườn nhà em nó nắng quá, nó vàng cả lá này các bác. Vàng cháy. Và đến bây giờ cái chậu này thì được 5 thân rồi. Cũng khá là ưng ý, chỉ tiếc là nó hơi bị vàng lá thôi. Thì em mà đang phun cái magie đấy để cho nó cái măng gan magie để cho nó lại lại cây. Và không biết có được không. Còn đây là cây thanh điểm rừng. Chậu thanh điểm rừng của em thì em trồng được 2 năm. Đây là thanh yên tử huyền diệp. Huyền diệp. Còn đây là cây hoàng vũ thôi. Đây là một cái chậu mặc, một cái chậu mặc vai ngang của một anh bạn già ở ngoài Thái Bình chia sẻ, rất là thơm. Còn đây là cũng là chậu hoàng vũ đấy. Một là chậu hoàng vũ thì đầu năm em trồng thì đến bây giờ nó cũng đẻ ra được một số cây. Đây là những các cái cây mà em mới tách chiết. Đang nhân giống các bạn. Đây, đây cũng là một cái cây thanh cánh nhật này. Cái cụm thanh cánh nhật này trước kia thì em hỏi mua đắt lắm các bạn. Một số anh em đòi 5 triệu một thân. Thế về sau là
Em mua được là 5 triệu một cái cụm, ba cái thân xấu xấu nhỏ nhỏ. Em về em ươm mấy năm này và đã ra hoa anh em mấy năm. Đây là cái khu vực mà ươm. Đây là cái chậu này hôm vừa rồi chào các bác ở trên Facebook với Zalo. Đây là cái củ già thanh điểm tán viên, nó lên được cái mầm như vậy. Đây là những các cái củ già hoàng vũ mà em ươm đấy, em ươm bây giờ nó đang lên mầm. Hoàng vũ này, đây còn đây chỗ này là hoàng điểm này, cũng là chân già. Còn là xin giới thiệu với các bác, đây là cái chậu cây lý lọ lem, hay còn gọi là cây 3L. Một cái cây địa lan mà em khá lấy làm ưng ý. Đầu năm em mua 2 thân với một cái măng thì bây giờ nó đã thành 4 thân rồi. Và gốc nó đang lên cho em 2 cái mầm. Đấy. Hy vọng Tết sang năm sẽ có đồ chơi các bạn. Còn đây là cây sen, hoàng đại hoàng cánh sen. Đại hoàng cánh sen. Trước kia em sưu tầm một thân nó cũng giá cao lắm. Một cái thân đấy về bây giờ nó đẻ ra cho em được 3 cái con này. Còn đây là địa linh nhân kiệt các bác nhá. Địa linh nhân kiệt. Mới sưu tầm về nhà được 1 năm. Đây là đại hoàng cánh thủy tiên này. Bán hết rồi còn có mỗi một cái cây đó. Đây là một cái cây khá đặc biệt các bác nhé. Cũng là đại hoàng nhưng mà là đại hoàng Văn Cao. Thì ông Văn Cao ông ấy chia sẻ cái cây này và ông ấy đặt tên luôn cái cây này là cây đại hoàng Văn Cao. Và bác bạn già của em thì đã sưu tầm cái cây này tại nhà ông Văn Cao. Và về thì tặng em một thân. Thời gian vừa rồi thì em đã thanh lọc các bạn, thanh lọc và bỏ bớt đi một số những các cái cây mà mặt không có mặt hoa đẹp. Để còn giữ lại những các cái chậu cây mà có mặt hoa khá là đẹp. Đây các bác, mời các bác ngắm cái cây này. Cái cây này là cây lan kiếm rừng Quảng Ngãi. Đấy. Nó có cái cần bung cần hoa rất là đẹp. Lưỡi thì khá là hồng vàng. Cánh thì vàng, lưỡi thì màu hồng hồng rất là đẹp. Trụ nhụy vàng. Bác nào có nhu cầu sưu tầm cái cây này thì em chia sẻ cho nhé. Chia sẻ cho các bác về trồng chơi. Bây giờ nó rẻ lắm. Các bác cứ nếu thích thì cứ alo cho em là em sẽ gửi cho. Đấy các bác thấy cái mặt hoa của nó ấy. Cái lưỡi của nó không cuộn hẳn đâu. Rất là đẹp. Còn cái cần nụ của nó đây, nói chung là rất là vừa phải, đẹp. Hoa nó ra năm nay nó ra chi chít luôn các bạn. Đấy chậu nó to mà, nên là nó mỗi một cây thì ra 2 bông, mà nó ra từ đầu vụ đến giờ chi chít luôn. Còn đây là một số những các cái giống cây mà em trồng một cái chậu nho nhỏ để giữ giống. Đây là cây hoàng thanh hay còn gọi là cây thanh vũ nhé. Em có 2 chậu, một chậu 10 thân và một chậu 7 thân. Hàng này là hàng địa truyền thống. Hoa màu vàng, màu xanh vàng rất đẹp.
vũ nữ đấy các bạn. Còn đây là cát cổ. Điệp thì đây là cái chậu năm cánh trắng Phú Thọ này. Còn đây là nhạn Gia Lai tháng 8 các bác nha. Nhạn Gia Lai tháng 8. Một là cây được khoảng 40 phân, khoảng 50 phân. Còn một cây khoảng 60 phân. Năm ngoái nó ra được 3 cần hoa, năm nay lại trốn hoa. Em ít chơi điệp lắm các bạn. Chủ yếu là trước là chủ yếu là kiếm với địa thôi. Cái đợt đầu tiên em chơi phi điệp một vườn này, cái thời mà phi điệp mà chưa chưa có phi điệp vàng ngày trước thì các bác còn chơi cái vùng miền, sau bị mất trộm, vậy là em chuyển sang em chơi kiếm và chơi địa.